những món ăn nên thử khi đến Nha Trang. Bún cá, hải sản, nem nướng là những món ăn du khách nên thử khi đến với thành phố biển Nha Trang. Thành phố Nha Trang là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng về những vịnh đảo, bãi biển trong xanh. Ẩm thực ở địa phương này cũng đa dạng, nhiều món ăn được kết hợp hải sản, tạo nên nét đặc trưng riêng. Du khách nếu có dịp đến Nha Trang, Khánh Hòa không nên bỏ qua những món ăn này. Bún cá. Bún cá là một món ăn được bán cả ngày tại phố biển Nha Trang. Phần nước lèo được nấu từ cá, nước có vị thanh, ngọt nhẹ, không tanh và ít dầu mỡ. Sợi bún cá nhỏ mềm, kết hợp nhiều nguyên liệu là cá ngừ, sứa, chả cá, được ăn kèm với rau sống. Những du khách muốn thêm đậm đà có thể chan thêm chén nước mắm ớt ăn kèm với bún. Mức giá một tô bún cá trung bình dao động từ 25.000, 50.000 đồng. Địa chỉ gợi ý: bún cá Nguyên Loan, 123 Ngô Gia Tự, bún cá Năm Beo, lô B2 chung cư Chợ Đầm, đường Phan Bội Châu. Một tô bún cá gồm có cá ngừ, chả cá, sứa, với nước dùng có vị thanh, ngọt nhẹ. Hải sản. Nha Trang nổi tiếng với hải sản tươi, đa dạng. Du khách có thể thưởng thức nhiều các loại tôm, mực, nhím biển với nhiều cách chế biến. Nếu không có thời gian, thực khách có thể đến một số nhà hàng, quán nhậu nổi tiếng dọc bãi biển, bờ sông ở thành phố để ăn hải sản. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức hải sản thông qua các tour trọn gói đi tham quan các vịnh, đảo, ví dụ như cụm đảo Điệp Sơn, đảo Bình Hưng, trải nghiệm lặn biển bắn cá rồi đem lên bờ chế biến. Mức giá các loại hải sản cũng đa dạng, tài chính từ thấp đến cao đều có thể đáp ứng đủ. Địa chỉ gợi ý: hải sản Thanh Sương 2, 9A đường Trần Phú, hải sản Năm Hùng, 206, 34 đường 2 tháng 4. Hải sản tại thành phố Nha Trang được nhiều thực khách đánh giá tươi ngon, đa dạng. Nem nướng. Nem nướng tại Nha Trang là một trong những món ăn nổi tiếng và mang đặc trưng riêng so với các vùng khác tại Việt Nam. Phần nem là chả giò từ thịt heo xay nhuyễn, kết hợp với gia vị rồi nắn vào que nướng vừa vàng tới. Khi ăn, nem sẽ ăn kèm với ram, rau sống, rau củ chua ngọt được cuốn trong bánh tráng mỏng. Sau đó phần nem đã cuốn sẽ được quệt vào một loại nước chấm đặc biệt màu vàng, có độ quán được nấu từ những hạt nếp, thịt băm ngâm và một số nguyên liệu khác. Tùy theo khẩu vị của mỗi người mà có thể thêm ớt, nước mắm để tăng độ đậm đà cho phần ăn. Trung bình một phần nem nướng cho một người ăn có giá 30.000 đồng. Địa chỉ gợi ý: nem nướng Đặng Văn Quyên, 16A đường Lãng Ông, nem nướng Phú Phương, 319 Lê Hồng Phong. Bánh xèo mực. Dọc khu vực gần tháp Bà Ponaga, có nhiều hàng bánh xèo hải sản, nhiều người dân địa phương vẫn thích thú với món bánh xèo mực. Những chiếc bánh xèo có đường kính hơn nửa gang tay, phần nhân bánh là mực cơm, hay còn gọi mực trứng, nguyên con, giá, hành, được chiên trên các khuôn dầu. Phần bánh sẽ được ăn kèm với rau sống và chấm vào nước mắm ớt. Một số người dân cho rằng mực có trứng thì khi ăn vào sẽ có vị thơm, ngọt, béo ngậy đặc trưng. Để tạo sự đa dạng cho thực đơn, nhiều chủ quán còn kết hợp bánh xèo mực kèm tôm, thịt heo hay trứng cút lòng đào. Giá mỗi chiếc bánh từ 5.000-10.000 đồng. Địa chỉ gợi ý: dọc tuyến đường Tháp Bà, thành phố Nha Trang. Một phần bánh xèo mực được ăn kèm với rau sống, chấm với nước mắm ớt. Lẩu mực. Du khách có thể chọn ăn tối với món lẩu mực. Nước dùng lẩu mực ít dầu mỡ, có vị chua ngọt từ rau củ như dứa, cà chua và vị cay nhẹ từ ớt. Phần mực được xếp trên đĩa cắt khúc, thịt tươi ngon. Nước lẩu sôi thì cho mực và rau vào nồi, đúng độ chín thì gấp ra ăn kèm với nước mắm ớt, bún và chan nước dùng nóng vào phần ăn. Tùy khẩu vị mỗi người, có thể kêu thêm các phần cá bớp, tôm nhúng kèm với lẩu mực. Mỗi nồi lẩu mực giá từ 150.000-200.000 đồng. Địa chỉ gợi ý: lẩu mực Đại Lãnh, đường Tố Hữu, thành phố Nha Trang. Lẩu mực được nhiều du khách ưa thích,